Chào mừng các bạn đến với kênh Tôi Là Người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là một con cái xin chữa giá cực kỳ yêu thương các bạn, và ba con cái xin tơ mẫu cực kỳ đẹp. Đây, trước mặt bạn là cái xin chữa đó các bạn, rúng nè, không lăn giá nha, sải tích nghiêm chỉnh các bạn. À, con này đang ôm chữa 3B lứa thứ 3. À, chân móng đều hoàn thiện các bạn, sải chết tích nghiêm chỉnh, chữa 3B 4 tháng, giá cực kỳ êm các bạn, 24 triệu các bạn. Rúng nè, chân móng nó hoàn thiện các bạn. À, lòng đuôi 100, 4 vú đều. À, chân móng nè hoàn thiện hết các bạn, lòng đuôi thì 100, qua thì đen khui. À, qua thì đen khui các bạn, đoạn ao sải mặt sải lưng đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Chữa 4 tháng 3B, bao chữa bao khám các bạn. Ông chữa lứa thứ 3. À, xây lưng, xây mặt, đồ nghiêm chỉnh đòn các bạn không? Đòn cũng dài các bạn. Rúng dài, yếm dày, 4 vú đều, chân móng sò. À, ăn uống rất là giỏi các bạn không? Không ăn các bạn không? Rất là giỏi. Cao 1m22 bò. Cao 1m22 bò các bạn, giá 24 triệu. Giá 24 triệu, đòn dài không lan giá nha các bạn. Chữa 4 tháng 3B, bao chữa bao khám. Chân móng đồ hoàn thiện hết các bạn. Giá 24 triệu các bạn. Đó, chân móng sò nè. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video các bạn. Đó, xây mặt nè, xây lưng nè, nghiêm chỉnh hết các bạn. Đó, qua thì đen khui, bò thì đỏ ao các bạn. Chân móng là hoàn thiện, chữa 4 tháng 3B. Đó, chân móng sò là rúng cực kỳ dài các bạn, yếm dày nè. Cao 1m22 bò các bạn. Cao 1m22 bò, ôm chữa lứa thứ 3, 4 tháng 3B, giá 24 triệu các bạn. Còn đây là cái sinter các bạn, mẫu đẹp nha. Cái sinter mẫu đẹp. Cùm chân cùm xương con cái sinter này chà bá luôn các bạn không? Mẫu cực kỳ đẹp nè các bạn. Trúng dài, yếm dày, đòn dài, lông đuôi 100, chân móng đều hoàn thiện các bạn. Bò đỏ ao các bạn ơi, không lăn giá. Sải tích đồ thì nghiêm chỉnh các bạn. Sải tích thì nghiêm chỉnh, đó, rúng dài nè các bạn không, yếm dày. Đòn cực kỳ dài luôn các bạn. Cái sinter này thì chủ báo giá là 27 triệu các bạn, 27 triệu. Tầm 15 tháng các bạn, con này tầm 15 tháng. Đó, sẽ mặt xe lưng được nghiêm chỉnh đo ao các bạn ơi. Con này sau này các bạn nuôi lên mẫu độ luôn các bạn, mẫu độ bò luôn các bạn. Ừ, tầm 15 tháng tuổi, cao 1m27 bò các bạn. Bây giờ mình sẽ đo cận cảnh anh em thấy luôn các bạn. Đây, con này cao 1m25 bò các bạn. Cao 1m25 bò, sải tích đầu nghiêm chỉnh, cao 1m25 bò, chân móng đều hoàn thiện. Đó, bò này tầm 15 tháng tuổi các bạn, giá 27 triệu, sải tích đồ là nghiêm chỉnh hết các bạn. Sải tích đồ nghiêm chỉnh hết, đỏ ao. Qua thì đen khui. Đó, lông đuôi thì 100. Rúng dài yếm dày. Cao 1m25 bò. 15 tháng tuổi, giá 27 triệu. À, anh em là bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn. Đó, thấy cái rúng thấy tê người chưa các bạn, chân móng nè hoàn thiện hết các bạn. À, cao 1m25 bò, 15 tháng tuổi, giá 27 triệu các bạn. Con này sau này các bạn nuôi lên mẫu cực kỳ độ các bạn, quyền bò hết các bạn ơi. À, con tiếp theo các bạn, cái xin tiếp theo, yếm về cui, rúng chiền, đòn dài, đuôi 100, chân móng là hoàn thiện, móng sò. Đây, chân trước chân sau móng sò hẳn băng các bạn. Yếm như vậy cui các bạn không? Sải tích thì nghiêm chỉnh các bạn. Con này cũng tầm 14-15 tháng tuổi các bạn. 14-15 tháng tuổi. Dàn chân móng chân trước chân sau hẳn băng các bạn. Rúng chiền nè. Xe mặt, xe lưng đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Xe mặt
xế lưng nè, nghiêm chỉnh hết các bạn. Cái center này thì chủ báo giá là 26 triệu các bạn, 26 triệu con này các bạn nuôi lên sân này cũng mẫu độ luôn các bạn. Đó, rúng chiền đỏ ao các bạn ơi, không lan giá. Yếm gì vậy cui. Cùm chân cùm xương đồ chà bá các bạn, lớn tàn các bạn. Mà rúng yếm nó là nghiêm chỉnh hết các bạn. Sái tích đúng. Tầm 14-15 tháng tuổi. Giá là 26 triệu các bạn, 26 triệu. Anh em là bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn, mình comment dưới màn hình video các bạn. Đó, qua thì đen khui nè, lông đuôi thì một chùm, chân móng là móng sò hoàn thiện hết các bạn. Đó, thấy cái rúng dài thấy tê người chưa các bạn. Đó, rúng nè, rúng chiền nè, bung vú thì đều dằn các bạn, không có lan giá chỗ nào các bạn ơi. Xé mặt, xé lưng nghiêm chỉnh đó các bạn. Xe mặt xe lưng đồ nghiêm chỉnh hết. Chân móng móng sò nè, hẳn băng các bạn ơi. Giá 26 triệu cái center này các bạn. Tầm 14-15 tháng tuổi. Đây, đồ cận cảnh em thấy luôn các bạn. Cao 1m23 bò các bạn. Cao 1m23 bò. Tầm 14-15 tháng tuổi. Giá 26 triệu các bạn. Này các bạn không, đòn dài, rúng chèn, yếm dày. Cao 1m23 bò. Giá 26 triệu. Chân móng đều hoàn thiện hết các bạn. Qua thì đen khui, lông đuôi thì một chùm, chân móng là móng sò các bạn, rúng là rúng chiền, yếm dày. Tầm 14-15 tháng tuổi, giá 26 triệu các bạn. Cao 1m23 bò. Con tiếp theo. Con này thì rúng yếm cũng nghiêm chỉnh luôn các bạn, đỏ ao các bạn ơi. Ba con này con nào các bạn nuôi sau này lên cũng mẫu độ, mẫu đẹp hết các bạn. Rúng yếm là nghiêm chỉnh đó các bạn. Đó, rúng dài, yếm dày nè. Lông đuôi một chùm. Đó, rúng nè. Chân móng nè, hoàn thiện hết các bạn. Đó, chân móng nè, móng sò hoàn thiện hết. Qua thì đen khui các bạn. Qua thì đen khui. Đó, xé mặt, xé lưng đồ nghiêm chỉnh hết. Lông đuôi thì một chùm. Chân móng, móng sò hẳn băng các bạn. Cái sitter này thì chủ báo giá 21 triệu các bạn. 21 triệu. Đó, anh em là bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại chủ bò các bạn. Lưng đôi luôn các bạn thấy không. Bây giờ mình sẽ đo cận cảnh anh em thấy luôn các bạn. Đây, con cái center này cao tầm 1m15 bò các bạn. Cao 1m15 bò. Giá 21 triệu các bạn. Cao 1m15 bò giá 21 triệu. Đỏ ao, không lan giá, quyền bò hết. Sái tích thì nghiêm chỉnh, cùm chân cùm xương chà bá, lưng đôi. Rúng nè, rúng yếm thì nghiêm chỉnh các bạn. Cao 1m15 bò giá 21 triệu các bạn. Giá 21 triệu. Cao 1m15 bò. Đó, chân móng đi hoàn thiện hết các bạn. Anh em là bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò các bạn. Mình comment dưới màn hình video nha các bạn. Rúng nè, xé lưng nè. Xé mặt nè, nghiêm chỉnh hết các bạn. Xé lưng, xé mặt đồ nghiêm chỉnh hết. Lông đuôi thì một chùm, lưng đôi. Yếm dày. Giá 21 triệu cao 1m15 bò các bạn. Giá 21 triệu cao 1m15 bò. Anh em là bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò, mình comment dưới màn hình các bạn. Con này thấy rúng dài, thấy tê người chưa các bạn. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Và xin được báo giá lại là một con cái xin kiểu 3B 4 tháng, giá 24 triệu, chữ lứa thứ 3, cao 1m22 bò. Ba con cái xin tơ. Con 27 triệu, con 26 triệu và một con 21 triệu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.